Môi hồng hồng, da căng bóng Hàn Quốc. Muốn biết bí quyết để làm sao mà có một lớp nền căng bóng khi mà trời đã lạnh rồi mấy má ơi, da khô nền mốc, thì chúng ta cùng nhau xem tiếp nhé. Ta-da, bây giờ đã về nhà rồi nè, đã tẩy trang rồi nè. Và bây giờ thì đập hộp thôi. Rồi hôm nay khách tới nhà không trà cũng nước nên là thôi cho thỏ đập đó, đập đi. Đập đi. Con này mở được đi. Cho ta mở ra chút phải không? Ừ, ok, mở đi. Chứ mình không được người ta mà. Sorry. Sorry. Các bạn ơi, các bạn ơi. Cậu mở đi. Ờ, tớ mở liền nè. Cái hộp giấy màu xanh xanh. Màu xanh lơ lơ lơ. Yeah, ok. Hôm nay chúng ta có cô tiếp thị ở đây mọi người. Rồi, mời trong ruột em nó ra nha. Đầu tiên có một lõi các bạn ạ. Có một lõi, có một lõi. Đó, có một vỏ, có một vỏ nha. Nhanh tay lẹ chân nên các chị em mà có một vỏ. Hộp này mới không có tao, thôi đưa đây mày. Thôi, đừng dành giật một quả. Hỏi biết sao không? Sao vậy mà? Một những ly. Xin lỗi. Mấy triệu chữ này nghe. Phải lịch sự. Lịch sự không có quen mấy má ơi. Nói chuyện kiểu này nghe ngứa nách quá. Thì một những lý do mà Lộc thích và Lộc muốn thử cái phấn này đó là Lộc nghe đồn rằng là em ấy là phấn nền siêu lạnh. Đó rồi, cho coi lạnh không, lạnh không. Lạnh quá. Với lại là rằng cái lõi của kem phấn nền ở trong đây thì là một cái thiết kế mà nhìn vào mình tưởng là nó sẽ có cái chất dưỡng nhiều, nhưng mà có một cái điều đặc biệt là nhà sản xuất nói rằng em này sẽ không có bị trượt và quằn quệ như cushion. Ghê chưa. Bây giờ chúng ta sẽ thử nửa mặt bên đây bằng cái bông mút có sẵn trong hộp trước nhé mọi người. Mát ha. Thật ra thì nói mà siêu lạnh mà lạnh thì cái đó là Lộc hơi nói xạo một chút. Nhưng mà thật sự là cái phấn á, đánh lên là cái da cảm thấy như nó mát liền á. Nó mát. Mát không thở. Ê mày ơi, tao nghĩ là cái tông này nó hơi trắng với tay. Mày có thấy vậy không? Tay hình như là dành cho mày rồi Bi ơi. Ừ, nhưng mà mình cứ thử xem một lát hơn để cái tông nó có thon xuống không ha. Thôi tao suy nghĩ lại rồi Bi ơi, tao nên đánh nguyên mặt. Có, một hồi xong thì nó sẽ nhả cái tông xuống mà. Vậy là vẫn đánh nửa mặt đúng không? Mọi người ơi, hai đứa xong chưa bé? Xong rồi. Ok, để đi. Ổn mà. Trên có lẽ là bởi vì hai đứa đang lựa tông 21 thì đây là tông sáng nhất, nhưng mà chắc là thỏ sẽ dùng tông số 2, số 3 rồi nhỉ. Nhưng mà không sao, một hồi chúng ta phủ phấn thì nó sẽ thon xuống, nhưng mà mọi người thấy không, da óng ánh. Đúng không? Tự che phủ tương đối thôi nha. Lát chúng ta sẽ thử phủ phấn xem cái tông này nó thon như thế nào, nhưng mà chất phấn thì rất ok. Đậm Lộc đó giờ hiếm khi nào xài cushion lắm. Nhưng mà cái này thì nó không hẳn là cushion, nhưng mà cảm giác thì đầu tiên nó ổn. Chắc là bây giờ chúng ta sẽ thử xem là cái bông mút ha. Cái bông mút xem là cái nào sẽ che được nhiều hơn nha. Bây giờ chúng ta sẽ thử bằng bông nhé. Xem là cái nào che phủ được nhiều hơn. Nếu mà thả bông mút thì nó sẽ cho ra hơi khác một xíu, nhưng mà trên lệch nó cũng không nhiều hả nhỉ? Cái căn bản cái bông ở trong cái của cái hộp của nó là cũng khá là ok rồi. Thỏ thì thích là cái bông ở trong cái này hơn hay là bông phấn? Cái này chứ. Tại vì rất là đều, rất là mịn nha. Cái này lấy được ít sản phẩm hơn so với lại cái bông phấn. Cái này thì lấy hơi nhiều đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà thật ra còn Lộc thì ngược lại, Lộc lại thích cái bông phấn ở trong đây hơn. Tại nó che phủ được nhiều hơn. Cho nên là có một cái thú vị đó là thường thì cái bông này ở trong hộp thì lại che không có được tốt. Nhưng mà cái này thì ngược lại, nó lại che rất là tốt nên là thâm sắc cho cái bông. Còn những ai mà thích tự nhiên chúng ta có thể đổi cái mút và sheer cái lớp nền ra. Nhưng mà cái bông này là che phủ ok. Mà cái bông mút này nè, thấy không, là nó lấy không được nhiều bán. Sản phẩm nhưng mà không bán đúng nhiều ha. Đúng nha, mọi người nhìn nè. Đáng thấy cái mặt mà nó lại không có bị rút vào trong đó. Đúng rồi, nó không có hút sản phẩm ở trong đây. Ồ, bé ơi, thật ra là không phải là do cái bông đâu. Mà tôi đọc thì ở trong đây họ ghi là bởi vì cái chất của cái kem phấn này rất là đặc biệt. Nó sẽ hạn chế được chuyện mà nó bị hút vào trong cái bông phấn. Bé coi cái bông của bé này. Nó không có hút nhiều mọi người, nó vẫn dính. Nhưng ta vẫn nhìn thấy cái màu của cái vân ở dưới. Rồi cái bông này nó ít bị hút vào trong nhiều. Trời ơi, sao mà thông minh dữ thằng. Mùi thơm ha. Mát nhẹ nhẹ, mà vừa vừa. Mình phải kê lông mũi vô hủi luôn mới nó nghe giống được. Mùi hoa hồng thì phải. Hơi giống mùi hoa. Mà không có nồng.
kê lỗ mũi vô mới nghe được. Cái phần mà cái vân trắng này nè, mọi người nhìn thì chắc biết nhưng mà thôi để nói lại đi. Thì đây là cái phần tinh chất kem dưỡng, giống như mà tất cả các phấn mà cushion, em này thì không phải cushion, như phấn của Hàn Quốc thì thường cái tinh chất dưỡng rất là nhiều. Đây nhìn mà hai đứa ấm ánh nè, hai đứa đưa mặt lên, lắc qua lắc lại. Cùng lúc vừa trang điểm mà vừa dưỡng da, tiện quá. Con quỷ rồi để chưa vậy? Mày bơm. Ừ, không phải ta nói luôn rồi. Đến và sau đó sẽ come back cho mọi người xem nhé. Hai chị em tụi tôi đã đánh xong lớp nền rồi, họ thấy như thế nào? Hồi nãy thì cảm giác nó hơi trắng nhưng mà bây giờ thì nó đã xuống rất là nhẹ nhàng rồi. Xuất sắc con bà bảy. Mọi người ơi, mặc dù đã phủ phấn nền rồi nha nhưng mà nó vẫn có độ bóng ha. Hồi nãy lúc mà thở ập lên mặt họ cũng thấy mát mát đúng không? Đúng mát rồi con. Đúng rồi. Và cảm giác của thở trên mặt thì thở thấy sao? Rất là mịn nha mọi người ơi. Che phủ vừa đủ ha, không thấy quần thâm của cái máng này đâu luôn. Và cả là cũng vậy. Chúng ta flashback ha, muốn coi lại hồi nãy không? Đâu. Coi lại chờ hồi nãy lúc tụi mình như tôi nghĩ nha. Hai ba. Muốn xỉu má ơi. Cho nên là đầu tiên là đồ che phủ thì thật sự nếu mà so với cushion thì thỏ thấy sao? Nhỉnh hơn đúng không? Nhỉnh hơn một xíu. Mà rất là thoải mái nữa, nên đầu tiên là lạnh nè, che phủ vừa đủ nè, và nãy giờ thì không có bết dính. Thumbs up. Và một điều nữa là họ thấy cái này nó là cái dạng gì đó, nó rất là đặc và nén nha mọi người ơi. Mà dẻo dẻo, biết là gì không? Không nè. Phấn tươi. Và theo tại như mình sao gọi là phấn tươi? Phấn tươi là phấn tươi đó. Là nó tươi rồi, nó còn tươi đó. Là nó fresh. Oh fresh, okay. So fresh, like us. Nè thấy cái hiệu không? Age 20 là mới có 20 tuổi, giống tụi mình mới 19 hay 20 tuổi hả? 18 tuổi à? Mình cũng 19 tuổi à. Ngày vừa 20 em ùa vào đời. Mà theo như nhà sản xuất kia là bởi vì phấn tươi và nó có cái dạng cấu trúc rất đặc biệt, nên lỡ mà có rơi vỡ thì nó cũng sẽ không bị bể đâu. Chúng ta chọi thử không? Chọi thử nha, chọi thử. Nè liu liu. Nhưng mà thật ra thì hai đứa đã có làm rớt cái hộp phấn này ở ngoài tiệm một lần, chúng ta hãy cùng coi lại. Đó, nhưng mà nè, banh cho bà con xã hội con mọi người ơi. Nó vẫn còn nguyên. Chính xác. Nhưng mà bây giờ mình mạo hiểm cho nó rớt một lần nữa ngay tại đây nha. Từ độ cao này xuống dưới nha. Mình làm thiệt đó hả? Thiệt. Tao cũng làm thiệt luôn nha. Một hộp thôi má. Quá mạnh luôn á, lố rồi. Mọi người ơi, rớt mà cái bông nó găng ra ngoài luôn. Nhưng mà giờ có tấm nha. Oh my god. Vẫn còn nguyên. Ê, nhưng mà mày ơi, tao thấy hình như là nó có bị xê dịch một chút xíu nè mọi người ơi. Nhưng mà nó lại không có bị bể ra ha, nó vẫn stick lại với nhau thành một khối. Rớt như thế là vô cùng mạnh luôn. Đúng rồi, một cái bạch. Nên là những hả con quỷ nào mà hậu đậu như quỷ này, chứ đạp á lọc là không bao giờ làm rớt hợp phấn. Độ che phủ thì vừa. Nhưng mà nó cũng mờ mờ bớt cái nếp nhăn của mình luôn, đúng không? Rồi, nhưng... ở đây nè. Chưa có bột phải không? Chưa có đúng không? Mình sẽ chỉ cho một vài cách để thả thính với hộp cushion nha. Thả thính với hộp phấn tươi nha. Ok nha, khi là trai mình đang đi ăn nha. Lúc mình đổ dầu sau đó mình phải lấy hộp phấn một cách rất là duyên dáng, lịch sự nha. Em được phép à. Xong mở hộp phấn ra, dặm thật duyên dáng. Xong. Yeah. Mà còn trai mà thích sôi động, thích ăn nhậu thì phải gì? Hai ba vô mình. Có lẽ là sẽ cho Usagi chấm điểm trước nha. Đầu tiên là về packaging, về vỏ hộp thì mày cho ưu điểm. Tao thích sự đơn giản mà cái hộp này nó có ánh 8 điểm. Ok. Và thứ hai là về chất phấn. Chất phấn thì lạnh mát. Và một lần nữa thì mày cho nhiêu điểm? Tao nghĩ chắc sẽ cho 8.5. Nhớ tính cái sự mà rớt xuống hoặc bợp một cái mà không rớt lên. Cho lại má. Cho sơm đi má. Sơm hả? 9 điểm. Rồi ok. Và cuối cùng thì về cái hiệu ứng mà lên da đó. Thì ngắm mình trong gương đi. Thì cưng cho bao nhiêu điểm? Chắc cho 9.5. Trời ơi, cái đây là cái phần quan trọng nhất là cho tới 9.5. Và số điểm chung cuộc của bộ thi 3 môn dành cho em H 2 người đó chính là 8, 8.5 và 9.5. Đủ điểm đậu đại học rồi em ơi.